Chào các bạn, bây giờ mình đang đi câu cá nha. Đây, thấy có cái chỗ còn ngon chưa? Quăng cần câu rồi á, cứ đợi cây cần câu nó gung 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 là kéo thôi chứ. Đây có ba cây, hai cây câu cá lớn, một cây câu cá nhỏ. À, đây là cái đét chỗ ngoài biển để người ta đậu tàu. Rồi nhưng mà anh bạn mình á, ảnh có ông khách, ông quen, ông cho câu. Tụi mình sẽ câu trong đây. Cái khu nhà này thì hơn 1 triệu đô nha các bạn mới có được cái đét này nha các bạn, để người ta đậu tàu á. Đó, bên đó đó, thấy không? Bên đó người ta đậu tàu bên đó đó. Nè. Đó. Ta treo tàu lên vậy đó. Đó, còn này là giàu hơn nữa là đóng cái đét rồi có chỗ để tàu cho nắng cho mưa luôn. Rất là tuyệt vời, để coi coi bữa nay câu được cá gì. Đang ở ngoài biển. Mình đang ở Ra Đinh Tình. Đó, đằng kia cũng có chỗ đậu tàu rồi. Để xây cái đét này cũng tốn nhiều tiền nha, nhà phải 1 triệu đô mới là có được những cái view như vậy nha các bạn. Mỹ là phải vậy, cả triệu đấy. Anh bạn mình đang chờ cá trong kia, còn mình đang đứng ngoài cái đét để câu. Mình đang có con cá đối, câu mồi mà bị lớn. Là bạn, mấy bạn nghĩ thử, con cá nó bị lớn, cái mồi bị lớn rồi nè. Con cá là rất là bự nha, đôi khi là cá nhám 20 pound hay là cá bự không á. Tại vì mồi đang con này là phải con đó phải rất rất con bự. Đây mồi của tụi mình, con cá lớn. Còn mồi con cá nhỏ thì có tôm, tôm đông lạnh, tôm đông lạnh. Câu cá nhỏ, câu cá nhỏ thì mồi này hả. Mới vừa kéo lên dính một em catfish. Con cá này là con cá người ta chê, không ai thèm. Con catfish funny thì chứ, kệ, bắt về để đó. Chưa bao giờ câu dính cá nha các bạn. Giờ câu được dính con catfish nè, coi nè, nó bự cũng cũng bự. Cái này cá lăng hả ta, không biết nè. Ta gọi chung là catfish á, cá lăng á. Ôi dạ, dễ em lắm mày, cũng ok. Nhưng mà con này ở Mỹ người ta chê nha, không ai ăn con này hết. Trời, để đây cho vui, đi về chút khoe với vợ cho vợ coi. Một cây cần, hai cây cần, ba cây cần, bốn cây cần, năm cây cần, hai cây chài.